cái xe này á ra nó có từ lâu rồi nhưng mà nó chỉ là phiên bản mới thôi. Tụi em đã có chiếc xe nhưng mà nó có hai ghế thôi, nó là trên xe tải. Thì từ chiếc xe tải đó tụi em muốn nâng cấp lên, nó thành một chiếc xe giống như là nó mới hơn, nó có thể cắt được nhiều bạn hơn. Tại vì cái lúc mà có hai chỗ á, thì mấy bạn sinh viên đợi nhiều lắm, đợi đông lắm kìa. Thì tụi em mới về, tụi em nâng cấp thành chiếc xe nó có vẻ như nó cắt được nhiều hơn. Thì nó đồng hành cùng sinh viên cũng từ đó mà ra. Nó là 12k. Dạ, nó là 12k thì nó là khoảng giống như là một khoảng nhỏ để cho các bạn thợ có thể săn cỏ thôi. Nhưng mà thực ra mấy bạn rất là vui với cái giá 12k đó. Dạ.